Công Phượng và những tuyển thủ được thầy Park tin tưởng để bảo vệ huy chương vàng SEA Games 31. Dù phải đến ngày 12 tháng 3 tới đây, phương án mà ban tổ chức nước chủ nhà SEA Games 31 Việt Nam đưa ra dành cho môn bóng đá nam là tăng độ tuổi lên 23 cũng như 3 suất trên tuổi mới được các quốc gia tham dự thông qua. Tuy nhiên, khả năng rất cao phương án nói trên sẽ được các quốc gia tham dự đồng ý vì sự hợp lý cũng như tăng sức hấp dẫn hơn cho môn bóng đá nam tại đại hội diễn ra tại Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022. Nếu điều này xảy ra, cuộc đua giành vé tham dự SEA Games ở U23 Việt Nam sẽ vô cùng hấp dẫn ở những suất trên tuổi này. Bởi lẽ ai cũng biết, hiện tại đội tuyển Việt Nam đang có khá nhiều cái tên xuất sắc chưa một lần tham dự hoặc giành huy chương ở đại hội thể thao lớn nhất khu vực, hoặc kể cả khi đã giành vinh quang cũng như khó từ chối một cơ hội chơi ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà sau gần 20 năm mới quay lại như SEA Games 31. Dù phương án về độ tuổi tham dự SEA Games vẫn còn phải chờ, nhưng chắc chắn đến lúc này, huấn luyện viên Park Seo đã phải có trong đầu một số cầu thủ trên tuổi có thể bổ sung cho U23 Việt Nam ở giải đấu vào tháng 5 tới. Xét trên yếu tố chuyên môn cũng như phong độ, chắc chắn Hùng Dũng, Quang Hải, Hoàng Đức đang là ứng viên sáng giá nhất cho 3 tấm vé trên tuổi này. Tuy nhiên, chọn nhân sự bổ sung cho U23 Việt Nam không chỉ xét trên yếu tố nói trên mà còn dựa vào việc đội bóng của chiến lược gia người Hàn Quốc thiếu gì và yếu ở đâu mới đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng dù thế nào, khả năng ngôi sao được chờ đợi nhất tuyển Việt Nam trong những năm qua là Công Phượng cũng rất khó lọt vào danh sách ứng cử viên bổ sung cho U23 Việt Nam, đồng thời tham dự SEA Games lần thứ 3 trong sự nghiệp của mình. Bởi xét những yếu tố về phong độ hay chuyên môn, Công Phượng dường như đang thất thế so với những cái tên có thể bổ sung cho U23 Việt Nam. Tất nhiên, Công Phượng cũng không phải là hết cửa, bởi trước khi đưa ra danh sách bổ sung, huấn luyện viên Park Seo cũng phải chờ thêm màn thể hiện từ những cầu thủ của mình ở V-League 2022 mới quyết định. Cách đây hơn 2 năm, huấn luyện viên Park Seo đã quyết định lựa chọn Hùng Dũng cùng Trọng Hoàng là hai cầu thủ trên 22 tuổi góp mặt tại SEA Games 30. Hùng Dũng chơi đa năng gồm tiền vệ trung tâm, tiền đạo lùi và cả tiền vệ biên. Cầu thủ sinh năm 1993 đã phát huy tối đa khả năng và có nhiều đóng góp cho U23 Việt Nam trong việc giành huy chương vàng. Bên cạnh đó, tiền đạo Tiến Linh trong thời gian qua cũng đã lấy lại được phong độ khi trở lại thi đấu hiệu quả ở một số trận đấu gần đây của đội tuyển Việt Nam. Pha lập công vào lưới của đội tuyển Trung Quốc đã xóa tan mọi hoài nghi về năng lực của anh. Và khi trong bối cảnh hàng công của U23 Việt Nam không có nhiều gương mặt nổi bật, thì sự tăng cường Tiến Linh sẽ giúp tuyến trên của đội tuyển tăng sức sát thương. Một tiền đạo khác sở hữu những pha đi bóng tốc độ là Văn Toàn cũng từng lọt vào danh sách rút gọn của huấn luyện viên Park Seo trong việc chi viện cho U23 Việt Nam tại SEA Games 30. Năm nay, tình hình được dự đoán sẽ khác rất nhiều, nhất là khi vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ của U23 Việt Nam không có nhiều gương mặt quá nổi bật. Văn Toàn sở hữu nguồn thể lực dồi dào, tốc độ nhanh nên sẽ đảm bảo được lịch thi đấu dày đặc tại SEA Games 31. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Park Seo cũng luôn hứng thú với những cầu thủ đa năng và ở hàng thủ. Hồ Tấn Tài thực sự là ứng cử viên lớn. Ngoài hậu vệ phải, Tấn Tài có thể đá tiền vệ, thậm chí là trung vệ. Cầu thủ này ngày càng hoàn thiện kỹ năng lên công về thủ của mình. Những pha kiến tạo và trực tiếp ghi bàn trong các trận gần đây của Tấn Tài đã cho thấy sự hiệu quả và đẩy Văn Thanh lên băng ghế dự bị. Tấn Tài cũng là thành viên chủ chốt của U23 Việt Nam tại SEA Games 30 và thể hiện phong độ cao, đóng góp nhiều lối chơi của toàn đội. Cuối cùng, trong bối cảnh thủ môn Văn Toản đang điều trị chấn thương và chưa xác định được thời gian có thể trở lại thi đấu đỉnh cao, thì vị trí gác đền của U23 Việt Nam đứng trước nhiều âu lo. Vậy nên, nếu huấn luyện viên Park Seo bổ sung thủ môn Nguyên Mạnh thì đó sẽ là giải pháp tốt. Nguyên Mạnh hiện đang ổn định về phong độ và kỹ năng chơi trần rất tốt của anh cũng sẽ bù đắp và củng cố cho sự chắc chắn ở vị trí thủ môn của U23 Việt Nam. Trong thời gian gần đây, Nguyên Mạnh đã chiếm trọn niềm tin của ông thầy người Hàn Quốc khi anh liên tục được bắt chính tại đội tuyển quốc gia